Alo, bạn nhà chăn nuôi ơi, bầy vịt này của tôi bị gì vậy ạ? Vịt bệnh khá nhiều, khoảng 10% đàn rồi ạ. Chào bạn, hình ảnh cho thấy vịt bị thò lưỡi ra ngoài. Tên thông thường của bệnh là bệnh thục mỏ vịt, bệnh do bạc phô virus gây ra, có cả bạc phô virus của vịt và bạc phô virus của ngỗng. Bệnh này thường xảy ra trên các giống vịt có nguồn gốc hoặc có lai với vịt Trung Quốc. Bệnh này do virus chưa có vaccine hiệu quả bảo hộ cao hay kháng thể để khống chế, cũng không có thuốc điều trị. Bạn nên tách riêng con bệnh ra, xử lý bằng cách đem chôn giữa hai lớp vôi để tránh lây lan. Lý do, con bệnh sẽ bị ảnh hưởng cơ, xương, chân yếu, teo cơ, không phát triển. Nếu để trong đàn sẽ lây lan rộng hơn và tiêu hao thức ăn. Bạn xử lý như sau. Nên tiêu độc ngày một lần bằng antacid hoặc dicina, pha loãng theo tỷ lệ 1-200, tức là 1 lít cho 200 lít nước. Cho vịt uống nước pha chất điện giải như glucocase 1 gram cho 1 lít nước hoặc phime electrolyte 1 gram cho 2 lít nước. Cho ăn thức ăn trộn glucosam 115 2 gram cho 1 ký thức ăn để nâng sức đề kháng. Trộn thêm Vitason hoặc Robison 1 gram cho 1 ký thức ăn để vịt nhanh hồi phục và phát triển. Bệnh có thể nhiễm trùng kế phát. Bạn có thể trộn thêm kháng sinh 3 đến 5 ngày như Tilofos, Teramycin 500, trộn với liều 1 gram cho 1 ký thức ăn. Vịt của tôi đến lịch tiêm dịch tả 21 ngày thì phải làm sao? Có thể tiêm phòng được không ạ? Nếu ngay lịch tiêm phòng, bạn hãy xử lý con bệnh, hỗ trợ sức khỏe cho những con còn lại trong đàn vài ngày. Khoảng 25 ngày tuổi làm vaccine dịch tả, trễ 4 đến 5 ngày không sao. Tôi ra đại lý mua vaccine thục mỏ không có. Họ đưa cho tôi chai này, nói là kháng thể thục mỏ, tiêm cho vịt. Vậy tôi tiêm cho vịt nhà tôi được không? Đại lý nói là tiêm cho vịt thục mỏ được, nhưng không may đại lý chỉ còn có một chai nên không đủ tiêm. Đó là kháng thể dịch tả vịt. Nếu bạn tin tưởng kháng thể này thì có thể dùng. Có hai phương án cho bạn. Phương án 1, chia cho cả đàn tiêm mỗi con 0,7ml, tức là nửa liều cao. Hôm sau mua được thêm thì tiêm liều thứ hai. Phương án 2, lựa những con yếu ra tiêm 1,5ml một con, đánh dấu. Ngày mai mua được thêm thì tiêm số còn lại. Con bệnh nằm trong đàn nên tôi không lựa ra được. Còn những con bị thục mỏ, tôi đã xử lý chôn hết rồi ạ. Như vậy thì phương án 1 khả thi hơn. Vì bây giờ không biết con nào đang yếu hơn con nào hoặc chưa phát bệnh. Bạn cứ tiêm liều như trên là đủ liều kháng thể cơ bản. Vịt của mình còn nhỏ nên tiêm liều bình thường là 0,5 đến 0,8ml một con là đúng theo hướng dẫn. Bạn nhà chăn nuôi ơi, bệnh đã đứng nhưng vịt còn yếu ạ. Bạn nhà chăn nuôi ơi, vịt bị lật ngửa và bắt đầu chết lại ạ. Tôi mổ ra, chụp hình gửi bạn nhà chăn nuôi xem nhé. Có lẽ vịt bạn đã nhiễm kế phát bệnh bại huyết hoặc E. coli. Chúng tôi sẽ đến trực tiếp bầy vịt của bạn để mổ khám. Bệnh tích mổ khám: xuất huyết cơ đùi, bao tim và gan có nhiều tơ huyết, gan sưng, xuất huyết, dạ dày cơ bị loét, xuất huyết cơ tim, phổi có nốt viêm, ruột xuất huyết nhẹ, viêm xoang và túi khí viêm nốt bã đậu. Theo như bệnh tích và triệu chứng thì có thể bệnh đang hoành hành ở đàn vịt của bạn là thục mỏ vịt ghép với bại huyết. Nếu muốn chắc chắn hơn thì chúng tôi sẽ xét nghiệm cho bạn, hôm sau sẽ có kết quả. Đây là kết quả PCR của đàn vịt. Phương pháp xét nghiệm là PCR nên rất chính xác. Dương tính trên cả 3 mẫu là rất tập trung. Vịt của bạn đang bị ghép bại huyết. Điều trị bại huyết như sau: dùng kháng sinh dạng uống Avimacin, dùng 1ml cho 10kg thể trọng, tương đương 1ml cho khoảng 8 con. Vịt đang mỗi con 1,2 kg. Một ngày cho uống khoảng 50ml cho cả đàn. Buổi sáng có thể pha 25ml vô lượng nước đủ uống một cữ, ví dụ 5 lít nước. Buổi chiều pha thêm một cữ 25ml vào 5 lít nước nữa là đảm bảo đủ liều. Bạn nhớ cho thêm Chymosin for vô thuốc uống cho tan màng viêm. Liều cụ thể là sáng 25ml Avimacin cộng 15ml Chymosin for. Chiều thêm một lần nữa, 3 ngày đầu đủ liều là qua khỏi. Hôm nay vịt bạn thế nào rồi? Bạn nhà chăn nuôi ơi, vịt đã ổn định lại rồi, không thấy bị lật ngược nữa ạ. Bạn cố gắng cho uống kháng sinh 2 cữ một ngày
như đã nói hôm qua, để đảm bảo nồng độ đủ cao đều trong máu. Bạn nhà chăn nuôi ơi, sáng nay có mấy con bị co giật lại ạ? Nếu sáng nay có mấy con bị co giật lại, có thể do bạn cho thuốc đường uống nên nó không đi uống được thuốc, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Nó nằm một chỗ nên không uống được ạ. Vậy thì bạn nên tách riêng con yếu ra và bơm cho nó uống, hoặc bạn có thể tiêm thuốc điều trị bại huyết cho vịt. Điều trị bại huyết, pha Ceftriaxone 100ml cộng với Chymosin For 20ml cộng với Vimecat 40ml. Tiêm 1ml cho 1,2kg thể trọng, ngày một liều, 3 ngày liên tục. Cho uống nước pha Glucocase 1g cho 1 lít nước uống. Thức ăn trộn Silazim 1g cho 1kg thức ăn. Bạn nhà chăn nuôi ơi, vịt của em đã khỏe lại hết rồi và đang chờ bán ạ. Chúc mừng bạn. Chúc bạn chăn nuôi thành công. Đây là mã QR, có thể quét để xem tất cả các sản phẩm của Vimedim